Hello dòng người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho phiên bản mới nhất của Delta Line VNG ở trên iPhone. Đây là phiên bản cực kỳ ngon, cực kỳ VIP nhá. Cái phiên bản này nó sẽ fix tất cả những cái lỗi mà các bạn đang gặp phải, ví dụ như là treo, văng hoặc là không chạy được strip của RedHook. Dạo gần đây thì rất nhiều bạn bình luận trên kênh của mình là cái strip của RedHook nó không hoạt động ở trên Delta Line, không hoạt động ở trên Delta VNG. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem. Mình sẽ sử dụng cái phiên bản Delta Line này ở trên con máy cấu hình rất là yếu. Cái phiên bản này nó sẽ tương thích với tất cả những cái thiết bị của iPhone, từ iPhone 6s đến iPhone 16 là bạn đều thể chơi được. Những con máy cấu hình cao thì mình sẽ không nói làm gì, còn những cái máy cấu hình yếu như này thì khi bạn sử dụng bản gốc thì nó rất là văng, nó rất là lag. Thì các bạn phải tải cái phiên bản Line này để bạn chơi. Và khi bạn sử dụng phiên bản Line này, bạn biết là nó rất là ngon, rất là mượt. Các bạn sử dụng thì gần như là nó không bị nóng máy luôn. Nó mình farm rất là lâu nhưng mà nó vẫn không bị văng. Thì bây giờ thì mình sẽ vào cho em xem. Vì cái phiên bản này nó chỉ có 50MB thôi và nó chỉ có một link duy nhất thôi. Thì các bạn chịu khó vượt link giúp mình. Các bạn vượt link sau khi vượt link xong thì các bạn có thể sử dụng eSIM hoặc là cho store để các bạn cài cái phiên bản này vào máy. Thì trên kênh của mình nó đã có rất là nhiều video hướng dẫn cách cài rồi, thì mình sẽ không nói nhiều về cái cách cài nữa. Và anh em có thể nhìn thấy nhá, đây là cái phông chữ của cái phiên bản Line này. Đó, cái phông chữ này thì nhìn nó cũng rất là bắt mắt, cũng rất là dễ nhìn thôi. Và các bạn có thể nhìn thấy là khi mà mình mới sử dụng, mình mới dùng, mới vào cái là nó hiện luôn cái menu. Đó, bình thường thì nó sẽ bị lag, những cái phiên bản khác thì nó sẽ bị lag và nó không hiện menu. Nhưng cái phiên bản Line này thì nó sẽ hiện luôn menu, nó hiện luôn cái chức năng để các bạn dùng. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm vào XQT Clipboard này thì nó sẽ mở menu các bạn nhé. Tốc độ mở menu nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh, tại vì đây nó là phiên bản Line. Cái phiên bản Line thì nó sẽ xóa đi tất cả những cái đồ họa, những cái chi tiết thừa trong game, và nó sẽ xóa đi nhà, khiến cho cái quá trình chơi game của bạn nó rất là ngon và rất là mượt. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái chức năng farm level của cái phiên bản này nhá. Thấy nhiều bạn bảo là phiên bản này bị lỗi, không chơi được, không farm được, không chạy được, tức là các bạn sử dụng Delta, các bạn mở dán cái script vào, các bạn mở thì nó sẽ không hoạt động. Nhưng mà khi mình test phiên bản Line thì các bạn thấy đấy, nó đã hoạt động. Đó, hoạt động ngon luôn, rất là ngon, rất là VIP. Bây giờ mình sẽ test thử cái chức năng farm level của nó. Thông thường thì các bạn sẽ sử dụng cái bản sớm này để các bạn APVP. Nhưng mà trong video này mình sẽ không nói đến APVP nhá. Tại vì đây không phải là cái chủ đề. Cái video này của mình nó sẽ nói về cái Delta Line chứ không phải nói về APVP. APVP thì mình sẽ dành một video sau. Đó. Còn cách dùng thì nó rất là nhiều chức năng, thì mình cũng không nói cái cách dùng của cái phiên bản này nữa. Các bạn thì cũng không lạ gì cái phiên bản này rồi. Chủ yếu là mình chia sẻ cho các phiên bản Delta Line. Và cái phiên bản strip này mình cũng để strip của RedHook này. Đây cũng là phiên bản mới nhất của RedHook nhé. Thì strip này mình cũng để ở trong phần mô tả video. Nhưng bạn nào có nhu cầu tải phiên bản này, các bạn cũng chỉ cần bấm phần mô tả và làm theo hướng dẫn của cái link là các bạn sẽ sở hữu được cái phiên bản này thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Ok, đến bước này thì tất cả bạn đều biết cái phiên bản Delta Line này nó ngon, nó VIP như nào đúng không? Thì mình xin dừng clip đây. Cảm thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay. Và hãy biết kêu anh em xem một yêu cầu nhỏ nhỏ như thôi. Vậy thì ok ba, chào mọi người.